Lãnh đạo Đồng Tháp nói về thông tin cha mẹ Hạo Nam nhận hơn 1 tỷ đồng. Sáng 20 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng đang cố gắng hỗ trợ nhiều nhất cho gia đình em Thái Lý Hạo Nam, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, tổ cứu nạn đã đưa được thi thể Hạo Nam lên mặt đất. Sau khi tiến hành bàn giao thi thể bé trai cho gia đình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến nhà thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với cha mẹ nạn nhân. Ông Bửu thông tin, đến hiện nay chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tiến hành thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp đỡ gia đình bé Hạo Nam. Về thông tin gia đình bé trai nhận được hơn 1 tỷ tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết khó xác định thực hư vấn đề vì đây là chuyện riêng tư của gia đình. Chính quyền đã hỗ trợ nhiều khoản cho gia đình nạn nhân cả theo chế độ lẫn hiện kim, đồng thời nhiều nhà hảo tâm cũng giúp đỡ cha mẹ Hạo Nam thời gian qua. Còn về đề xuất địa phương tạo công ăn việc làm ổn định cho cha mẹ bé, lãnh đạo tỉnh chưa tiến hành nhưng thời gian tới sẽ xem xét thêm. Theo dự kiến, cha mẹ Hạo Nam tiến hành các thủ tục tang sự cho con trai trong ngày 20 tháng 1, sau đó chôn cất em tại khoảnh đất cạnh nhà.